Chuyển hóa bài học cuộc đời, vấn đề lớn nhất của con người khi đối mặt với các bài học cuộc đời chính là coi những bài học đó là sự kiện tiêu cực cần phải loại bỏ. Điều này xảy ra khi họ không nhận thức được vấn đề đến với bản thân là do tâm thức của họ kéo đến bởi các luật vũ trụ. Việc này tạo ra sự phân chia giữa tốt xấu đúng sai, tích cực tiêu cực, con người và hoàn cảnh bên ngoài, làm cho đa phần con người không chịu nhìn nhận trách nhiệm vấn đề ở bản thân mình mà đổ lỗi cho hoàn cảnh những người xung quanh liên quan tới các trải nghiệm đó sự phân chia này tạo ra một mẫu hình điển hình của con người đó là tìm kiếm sức mạnh giải pháp cho bản thân từ bên ngoài mà không chuyển hóa tâm thức từ bên trong khi đó họ sẽ coi những vấn đề tiêu cực này là một thứ cần phải xử lý tiêu diệt điều này sẽ chỉ đem đến nhiều mâu thuẫn rắc rối hơn cho họ mà thôi vì tâm thức không được chuyển hóa nên vấn đề đó sẽ đến nhiều hơn với cường độ lớn hơn và con người sẽ lại càng đấu tranh với tiêu cực nhiều hơn lún sao vào vòng xoáy này hơn đây chính là gốc rễ của tất cả các tôn giáo, ý thức hệ, nhà nước, đảng phái chính trị trên toàn bộ trái đất này. chúng sinh ra là để giải quyết các nhu cầu tìm kiếm sức mạnh bên ngoài của chúng ta. do đó đa phần con người thích nghe những ý tưởng lời nói ngọt ngào như là lấy của người giàu chia cho người nghèo, giáo dục chăm sóc sức khỏe miễn phí vân vân, hạt cầu xin sức mạnh từ một đấng thần linh bên ngoài nơi nào tâm thức con người càng chìm sâu trong nỗi sợ thì nơi đó con người càng mê tiếng dị đoan diễn nghe theo lời dụ dỗ ngọt ngào trên thực tế nhiều người hệ thấy khó khăn trong cuộc sống lại đổ lỗi cho gia đình hoàn cảnh tài nghiệp quả hoặc bị văn phá một số thì tìm đến các thầy bói thầy phong thủy cúng bái đi lễ văn văn để tìm được chỗ dựa cho mình thay vì nhìn sâu vào bên trong tâm thức để vượt qua bài học cuộc đời đa phần chúng ta phủ bài học dưới tấm thảm với nhiều bình phong khác nhau dù sao thì việc nhìn nhận sự thật phủ phàng đó là vấn đề nằm ở bản thân sẽ đau đớn khó khăn hơn nhiều so với việc xoay dịu bằng những thứ bên ngoài. và nên trong suốt lịch sử, nhân loại dễ dàng tin tưởng vào những lời dụ dỗ để cho những người nham hiểm đạt được mục đích của mình. Cứ nền nào có các chiến binh bảo vệ người nghèo, muốn căn bèn giàu nghèo xã hội thì bào loạn đó kém đau khổ sau đó sẽ diễn ra vì nơi đó đã mắc bẫy như mong muốn của rắn độc. Trong khi đó những lời nói thẳng nhiều khi là lỗ mã như dội nước vào mặt lại là lời hay nhất. Kinh Thánh cũng đã dạy chúng ta điều này thông qua câu chuyện trái cấm trong vườn địa đàng. Trái cấm là trái cây độc nhất trong vườn địa đàng mà Adam và Eva không được phép ăn, Thiên Chúa nói. Các ngươi được tự do ăn mọi cây trong vườn trừ cây sự biết tốt, biết xấu. Vào ngày các ngươi ăn trái cây đó, các ngươi chắc chắn sẽ chết. Trong các loài thú đồng mà Thiên Chúa tạo nên, rắn là lò quỷ quyệt hơn cả, rắn nói với Eva, ông bà chắc chắn sẽ không chết đâu vì thiên chúa biết rằng khi ông bà ăn trái cây đó thì mắt mở ra và ông bà sẽ giống thiên chúa biết điều thiện và điều ác eva thấy trái cây đó trong vườn ngon vừa đẹp mắt thì cả tin và hái xuống rồi ăn và đưa cho chồng cùng ăn mắt của hai người mở ra và nhận thức được sự trần truồng của mình họ cắt lá và đóng khối che thăng khi nhìn thấy tiếng thiên chúa đi dạo trong vườn lúc chiều adam và vợ ẩn mình giữa các lùm cây trong vườn để tránh mặt ngài thiên chúa kêu adam và hỏi ngươi ở đâu? Adam thưa rằng, nghe tiếng Thiên Chúa trong vườn tôi sợ nên đi trốn, vì tôi trần truồng. Thiên Chúa hỏi, ai đã chỉ cho ngươi biết mình trần truồng, có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta cấm đó không? Adam thưa, người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Thiên Chúa hỏi Eva, Eva thưa, con rắn đã lừa dối tôi và tôi đã ăn rồi. Thiên Chúa liền nguyền rủa con rắn vì ngươi đã làm điều đó nên trong quát lời thú đồng chỉ có ngươi bị nguyên rủa ngươi sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời ta sẽ làm cho ngươi và người nữ dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau ngươi sẽ già đạp đầu ngươi còn ngươi sẽ cắn gót chăn ngươi. người người phá với eva ta sẽ gia tăng nhiều nỗi nhọc nhằn khi ngươi mang thai và thêm nhiều đau đớn mỗi khi ngươi sinh đẻ tuy nhiên ngươi vẫn ước muốn sống bên chồng và chồng sẽ cai trị ngươi sau đó Ngài phán với Adam, Vì ngươi đã nghe theo lời vợ ăn trái cây mà ta đã cấm, nên đất đai sẽ vì ngươi mà bị nguyền rủa. Ngươi phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Đất sẽ sinh gai góc, cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng. Ngươi phải làm đổ mồ hôi trắng mới có miếng ăn, cho đến ngày ngươi trở về đất là nơi ngươi từ đó mà ra. Vì ngươi là các bụi, ngươi sẽ trở về với các bụi ngài đuổi con người ra khỏi vườn địa đàn để cài xới đất đai là nơi con người từ đó mà ra tại phía đông vườn địa đàn ngài đặt các vị thần hộ giá với thanh gươm sáng chói xoay mọi hướng để canh giữ vườn địa đàn và con đường đi đến cây sự sống tất nhiên chúng ta không hiểu câu chuyện này theo nghĩa đen mà cần hiểu rằng đây là một câu chuyện ẩn dụ có ẩn ý trong đó người xưa dạy chúng ta rằng những lời dụ dỗ ngọt ngào nhất là tình yêu thường xuất phát từ những người nham hiểm thâm độc giúp họ đạt được mục đích riêng của mình Hãy nhớ rằng trong ngọt bùi sẽ có đắng cay, trong đắng cay sẽ có ngọt bùi. Nhiều khi những điều đau khổ đắng cay đến với chúng ta lại là những món quà tuyệt vời nhất. Như vậy, để chuyển hóa các bài học cuộc đời, bước đầu tiên mỗi người cần phải tự nhìn lại, nhận trách nhiệm cho các vấn đề của riêng mình. Gốc rễ của những tiêu cực đến với mỗi người không phải do những thứ bên ngoài mà nó chỉ phản chiếu những vấn đề của chính tâm thức người đó khi bạn đã nhận thức được điều này thì những điều tiêu cực lại trở thành cơ hội để chuyển hóa tâm thức lên một tầng cao hơn những nhân tố bên ngoài không phải là nguyên nhân chúng chỉ là chất xúc tác kích hoạt phản ứng của những hệ thống niềm tin hệ giá trị bên trong bạn nếu bạn cảm thấy cuộc đời càng tiêu cực có nghĩa là tâm thức của bạn bị dâm cầm trong càng nhiều hệ thống khác nhau ngược lại vẫn cùng môi trường đó nếu bạn không có hệ giá trị nào bạn sẽ không cảm thấy có bất kỳ điều gì làm bạn tiêu cực được cả Lúc đó bạn sẽ học cách tôn trọng, yêu thương vạn vật. Bạn sẽ chỉ tập trung tâm thức của bạn tới những điều tốt đẹp nhất. Tâm của bạn bắt biến giữa vô số biến cố của cuộc đời. Nhưng hãy lưu ý rằng, những hệ thống niềm tin có rất nhiều tầng lớp khác nhau với gốc rễ là niềm tin cốt lõi cơ bản nhất. Trên thực tế, đa phần chúng ta chỉ chuyển hóa được những suy nghĩ bề mặt mà ít khi có thể đào sâu chạm vào những niềm tin cốt lõi. Một ví dụ điển hình là nhiều người cho rằng việc nhắn nhịn, cam chịu, bạo hành từ người khác là cách để trở nên tu tập tốt hơn. Nhưng đây chỉ là biểu hiện của những suy nghĩ bề mặt nhất, chứ không phải là sự chuyển hóa niềm tin cốt lõi. Khi đó, mẫu hình của hiện tượng này chính là những người cam chịu đã cài đặt những hệ giá trị như là cam chịu là tốt đẹp, không tạo nghiệp là sự yêu thương cao cả, để hậu thuẫn xoay dịu những vấn đề bên trong của họ. Nhưng rất ít người đã câu hỏi vấn đề bên trong tâm thức của họ là gì. Hãy nhìn xuyên qua các lớp màn che của tâm trí. Có phải những niềm tin sâu thẳm bên trong của họ là tôi cảm thấy thiếu thốn tình thương, tôi không yêu thương bản thân mình, tôi không xứng đáng nhận được sự vui vẻ đầy đủ hạnh phúc. Với những niềm tin này của tâm thức lực vũ trụ sẽ đem đến những trải nghiệm bạo hành để giúp chính họ tạo trải nghiệm từ niềm tin cốt lõi đó. Điều này giải thích một kịch lý có rất nhiều người tham vãn cuộc sống của sở nhưng khi bạn cho cơ hội để vui vẻ họ lại từ chối điều đó. Nếu những người này có thể thấu hiểu những giá trị ở bên trong, họ sẽ thay đổi bằng hệ giá trị mới. Tôi tôn trọng yêu quý bản thân. Tôi không cần một người khác yêu thương tôi vì tôi đã tràn ngập trong tình thương của chính mình. Tôi xứng đáng sống cuộc đời vui vẻ, đầy đủ và hạnh phúc. Khi tâm thức thay đổi, tất cả những hệ thống niềm tin, suy nghĩ, hành động, quyết định, thói quen cũng sẽ thay đổi. Hiệu quả đó là sẽ không để cho những người khác bạo hành hãm hại bản thân nữa. Luật hấp dẫn sẽ thu hút những người mới là những người thật sự yêu thương họ tương đồng với tâm thức của họ ở bên trong. Tất nhiên, vì không để những người khác bức hại mình không có nghĩa là sử dụng bạo lực để chống lại họ. Điều này cũng là một dạng suy nghĩ bề mặt sẽ đem lại nhiều điều tiêu cực hơn. Trên thực tế, vũ trụ có vô số cách khác nhau để giải quyết vấn đề. Bạn hoàn toàn có thể không cần phải làm hại những người xấu mà vẫn có thể bảo vệ bản thân mình. Đây cũng là dạng bài học điển hình của những người có tâm thức bị mắc trong niềm tin về sự giới hạn thiếu thốn. Ý tưởng cơ bản của họ là tôi phải chọn giữa A hoặc cái B. Nếu A xảy ra thì cái B không xảy ra trên thực tế. Chúng ta hay nghe những lời than vãn như phải có tiền tôi mới kiếm được tiền, phải có điểm cao thì sau này mới thành công, vân vân. Nếu một người bắt đầu đặt câu hỏi làm thế nào để có cái A và cái B cùng xảy ra, tại sao không phải là cả hai cuộc đời của người đó sẽ thay đổi hoàn toàn. Khi đó niềm tin về sự thiếu thốn giá hàng được thay thế bằng sự no đủ vô hạn. Vũ trụ sẽ đem đến những cách mới để giải quyết vấn đề. Thường thì lời giải sẽ là những ý tưởng kết thúc mà bạn chưa từng biết, chưa từng nghĩ đến. Đó chính là sự sáng tạo. Quá trình này yêu cầu một tâm trí luôn rộng mở có thể đón nhận những điều mới mẻ vượt khỏi những vùng an toàn của tâm trí. Nếu không, con người sẽ bị mắc kẹt trong những gì bản thân cảm thấy quen thuộc, không muốn tìm hiểu cái mới. Nếu có điều gì khác biệt với vùng an toàn, họ sẽ tìm lý do để bào chữa hoặc dần giữ vì điều đó. Khi chúng ta chưa học được những bài học cuộc đời liên quan tới các tầng sâu hơn của tâm trí, chúng sẽ tiếp tục đến thông qua các sự kiện tinh tế khó nhận biết hơn theo chu kỳ. Quá trình này chỉ kết thúc khi bạn thật sự học được bài học cuộc đời một cách tròn vẹn sâu sắc nhất. Hãy bắt đầu học cách quan sát cuộc sống một cách tỉnh thức, tức là sự quan sát với tâm thế không phán xét đúng sai tích cực tiêu cực. Sự quan sát ở đây không hẳn là suy nghĩ, cảm xúc mà tất cả hành động thói quen, các quyết định của bạn xuyên suốt cuộc đời. Bạn sẽ thấu hiểu những vấn đề tâm thức nào sẽ dẫn đến quyết định nào cuối cùng dẫn đến trải nghiệm nào. Hãy quan sát mọi lúc mọi nơi nhất là cảm xúc của bạn. Với mỗi cảm xúc nổi lên hãy đặt câu hỏi vì sao bạn lại cảm thấy như thế? Cái gì bên trong bạn đã kích hoạt cảm xúc đó? Từ đó hãy tiếp tục đào sâu tâm trí cái gì đã tạo ra những hệ giá trị mà bạn hiện đang có. Nó liên quan đến những sự kiện thời thơ ấu hay những vấn đề đã trải qua trong nhiều kiếp sống của bạn. Khi bạn thấu hiểu tận cùng cấp rễ những niềm tin hệ giá trị của bản thân, bạn sẽ biết được mình cần phải thay đổi những hệ giá trị nào để tâm thức phát triển. Sự thay đổi tâm thức sẽ kéo theo sự thay đổi của tất cả mẫu hình, tư duy, kỹ năng, hành động, thói quen của bạn trong cuộc sống. Hãy luôn đặt câu hỏi rằng nếu bạn thay đổi quyết định hành động khác đi, trong mỗi khoảnh khắc điều gì sẽ thay đổi, kết quả sẽ khác nhau như thế nào. Thấu hiểu được các ngã rễ quyết định trong các hành động, bạn sẽ có một trải nghiệm cuộc sống mới mẹ hoàn toàn.